Nếu xét theo vốn hóa, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa và duy trì ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi quay đầu giảm ở nhóm vốn hóa nhỏ. Theo ý kiến của một số chuyên gia, nguyên nhân là do những nhóm cổ phiếu tăng quá đà và không có lý do nên nhịp điều chỉnh là khó tránh. Với phiên sáng nay, chuyên gia cho rằng rủi ro xuất hiện ở nhóm các cổ phiếu đầu cơ tăng nhiều, trong khi đó các mã của doanh nghiệp giảm sẽ là cơ hội xem xét giải ngân. Việc điều chỉnh của thị trường được giải thích là do tuần này, các quỹ chốt NAV và các công ty chứng khoán chốt dư nợ cho vay ký quỹ margin quý 2 gây ra áp lực rung lắc ngắn hạn. Một số quan điểm giải thích giai đoạn này, thị trường cũng đang thiếu thông tin hỗ trợ, áp lực điều chỉnh cao là khó tránh trong bối cảnh tỷ giá nóng trở lại. Thị trường chứng khoán trong khu vực cũng không mấy tích cực.